Thầy chú ý lên bảng đi. Như vậy trong cái bài này các bạn thấy là cái đây là final và cái người ta cho. Cái người ta cho nó chỉ có những cái đối tượng thôi, còn phần nền là không có. Như vậy thì nền này chúng ta tạo ở đâu ra? Từ từ đi. Như vậy phần nền này các bạn sẽ tạo sử dụng một cái hiệu ứng trong phần filter. Các bạn tạo cho thầy một cái bức ảnh mới với kích thước bằng final. Và chúng ta sẽ tạo một layer. Các bạn chọn cho thầy cái nền một màu trên là nền này, một màu dưới là trắng. Và các bạn tô màu đi là gì đây? À, radiant. Đây, từ xanh đậm sang trắng. Như vậy nếu các bạn tô như vậy đó thì nó chưa có được cái hiệu ứng gì cả. Và các bạn sẽ chọn filter. Đây, các bạn chọn cho thầy Distort và chọn Ripper. Rồi các bạn kéo lên. Thấy có sóng chưa? À, và các bạn có thể chọn Lens. Ok. À, người ta tạo ít sóng hơn. Ít sóng hơn mình. Ít sóng hơn tí. Vậy thì mình chọn Ctrl Z. Mình tạo lại sóng nó ít hơn. Filter, Distort, Ripper, chọn Medium. Ok, thấy không? Được chưa nào? Và các bạn sẽ làm tiếp theo là đưa ảnh qua. Và bây giờ các bạn thấy nè, cái phần mà rằng ri này nè, trắng đen này đó, thì chúng ta cũng làm tương tự. Các bạn tạo cho thầy một layer mới và các bạn dùng cọ vẽ. Các bạn chọn màu trắng đen, đen vẽ ra. Rồi bạn chuyển màu vẽ màu trắng, cứ vẽ bình thường ra. Và cũng làm như thế, filter, Distort, Ripper. Đây, các bạn thấy nó vàng vàng rồi nè. Đó, bạn muốn lớn thì cho lên, nó lớn lên. Muốn nhỏ, ok. Được chưa? Rồi, đem cái đối tượng này qua. Ctrl C, Ctrl V, dư, bỏ đi. Được chưa nào? Ctrl T, xoay nó qua. Được chưa? Rồi đem cái đĩa qua, đem trái cây qua, ly cà phê. Vẽ vùng tròn cái đĩa không đủ, nhấn spacebar, lùi lại tí xíu. Ctrl C, Ctrl V. Nhớ nhấn shift nha các bạn. Rồi, làm sao cho nó ẩn xuống mà mình thấy luôn cái mặt sau nè. Có phải là mình thấy luôn cái mặt thớt phía sau không? Đó,
thì các bạn giảm gì? Giảm phiêu xuống tí xíu. Nhưng mà phía bên này nó mờ nhiều hơn. Làm gì? Làm mặt nạ vô. Rồi tô màu Radiant. Chọn kiểu tô là đậm và trong suốt. Các bạn sẽ kéo vào đây. Chọn kiểu tô là lay. Đó, được chưa? Rồi, được chưa nào? Tiếp tục đưa cái trái cây qua. Các bạn có thể dùng công cụ chọn quanh cái trái. Ctrl C, Ctrl V, phần dư, dùng cọ này xóa đi. Rồi, trái của chúng ta, trái thì để ở đâu? Cho mờ đi. Giảm phiêu xuống. Rồi, ok. Chữ N, các bạn thấy chữ N nè, nó có cái nền là cái gì? À, cái phần trái cây. Vậy các bạn cắt cả hai đưa qua. Chú ý hôm nay cái này mình có thêm một công cụ mới nha. Ctrl C, Ctrl V. Các bạn sẽ cắt cái chữ N này qua. Ctrl C, Ctrl V. Bỏ cái phần dư đi. Bây giờ trái cây, mình sẽ xem thử là người ta bố trí trái cây như thế nào. Đây, có vẻ như thế này đúng không? Đúng chưa? Vậy đúng không? Ngay góc. Thôi, tạm thời vậy đi, có gì chúng ta chỉnh sau. Như vậy thì các bạn sẽ dùng cái layer này lấy còn lại dựa trên layer khác. Nó có cái dạng giống như thế này. Tức là mình lấy vùng chọn. Sau đó, đối với layer 6, mình chọn layer mask. Cái kiểu nó như vậy. Được chưa? Tức là cái phần tồn tại của layer trên nó phụ thuộc vào layer dưới. Chúng ta không làm kiểu này, mà chúng ta làm kiểu khác. Chúng ta làm một cái kiểu gọi là clipping mask. Như vậy thì clipping mask, các bạn đưa cái layer này xuống dưới. Và trên layer 6, các bạn click chuột phải, các bạn chọn Raise Clipping Mask. Cái biểu tượng chỗ này nó có khác tí xíu nè. Mấy hôm mình không thấy cái này. Đây, chỗ này nó khác nè. Thấy chưa? Cái layer trên là cái layer trái cây á, nó có cái dấu mũi tên xuống cái layer dưới. Tức là cái phần layer 6 nó còn lại là nó dựa vào cái layer 7 là layer dưới. Còn giả sử mình đưa layer 6 xuống đây đi. Đó. Thì cái phần còn lại nếu mà mình để ngay chỗ trái cây nè. Bạn chọn clipping mask. À. Thì nó phụ thuộc vào layer 5. Tức là mình không tạo vùng chọn, không mặt nạ, không gì hết. Mà mình nói là
cái ở trên sẽ phụ thuộc vào cái ở dưới thì dùng clipping mask. Nó giống y chang như bạn làm mặt nạ thôi. Nhưng đối với cách này thì các bạn có thể là di chuyển cái layer 5 này đi đâu tùy bạn, không ảnh hưởng gì hết, nó không có liên kết không gì hết. Rồi bạn di chuyển cái layer 6 này đi đâu tùy. Đó, muốn thì lúc này chọn hai layer, các bạn link layer lại thì nó liên kết, còn không thôi. Nói chung là khi mà chúng ta làm cái này thì không có layer nào bị mất cái gì cả. Đó, thì các bạn dùng clipping mask. Rồi, quay trở lại, cho layer N nằm dưới, các bạn click chuột phải, clipping mask. Xong. Nhưng chỗ này chữ N mình có giống cái chữ N của người ta không? Nó bị phẳng luôn à. Các cái góc cạnh của chữ N nó không còn. Các bạn chọn chế độ hòa trộn giùm cho thầy. Bình thường nó là normal. Ha, à, các bạn chọn cho thầy overlay. Thấy cái góc cạnh nó nổi lên chưa? Góc cạnh của chữ N nó nổi lên lại nè. Đây, cạnh trên Z nha. Control 4. Trước nè, sau nè. Trước, sau. Thấy chữ N khác không? Khác, ok. Như vậy thì mình dùng cái chế độ này ở đây và đặt lên trên. Như vậy mình phải di chuyển cả layer 6, cả layer 7 đi. Click chuột phải, chọn link. Rồi, chuyển lên đây. Chuyển lên đây thì nó rõ hơn đúng không? Còn cái gì nữa nào? Còn ly cà phê. Tí nữa chúng ta sẽ gõ chữ sau. Ctrl C. Ctrl V. Phần dư bỏ đi. Bây giờ các bạn sẽ chọn chế độ hòa trộn để cho cái ly cà phê này nó hòa trộn vào bên trong. Và bạn chọn chế độ hòa trộn ở đây. Như vậy, nếu chúng ta chưa quen thì các bạn có thể chọn từ từ. Nó sẽ cho các bạn chế độ hòa trộn mà từng ý. Được chưa? Được chưa nào? Overlay. Và nếu cần thì bạn chỉnh fill xuống tí xíu nữa. Đó, để nó thấy được mặt trong. Còn chữ thì dễ rồi. Hết rồi. Như vậy mình làm cơ bản là hết rồi. Còn gì nữa không? Rồi, thêm chữ vô là xong. Rồi xong, hoàn thiện cái bài của chúng ta.